Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin của đài NVR phát đi từ thủ đô Washington. Và thưa với luật sư Duyên, luật sư Duyên nghĩ là hiện tại ông Joe Biden đã quyết định là người phụ nữ nào sẽ đứng cùng liên danh với ông hay chưa? Vì đây cũng là một cái quyết định, Lê Ngọc nghĩ nó cũng sẽ có những cái ảnh hưởng rất là nhiều trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Thưa với lại luật sư Duyên. Trong một vài chương trình trước thì anh em của chúng tôi có phân tích những cái nhân vật mà trong đó mình nói rằng là cái thu hẹp lại đó thì sẽ có bà Susan Rice với lại bà Kamala Harris, đó là hai cái gương mặt mà nổi bật nhất, mà nhưng mà cho tới giờ phút này mình khó lắm, là tại mình khó đoán chỉ vì một cái chuyện là các cái vị phó tổng thống khác đó là họ được tuyển lựa làm sao mà nó chỉ cần an toàn thôi, tại vì các vai trò của cái người phó tổng thống bao nhiêu đời rồi cũng chỉ là đứng sát ở bên tổng thống rồi làm những cái việc mà nó tương đối, nó có tính cách đằng sau hậu trường, đằng sau bức màn, mà nó chỉ cần một cái người đó, vị tổng thống họ không muốn là cái người phó của họ đó lại nổi trội hơn họ, thì cái đó, cái chuyện đó là cái chuyện của bao nhiêu thời đã qua rồi. Bây giờ thì trong cái đầu của ông Joe Biden thế nào ông cũng có cái chuyện đó, ông không có muốn cái người phó tổng thống đó mà lại nổi bật hơn ông. Nhưng mà ngược lại ai cũng biết rằng là cái đường mà đường dài đó là sau 4 năm nhiều phần là ông Joe Biden ông không ứng cử nữa, cho nên ổng lại phải lựa một cái người nào mà khi mà gọi là đứng chung liên danh với ổng đó thì trong vòng 4 năm đó lại phải gọi là vô cùng năng động để làm gì vậy, để chuẩn bị tới năm 2024 đó là cái người đó sẽ phải ra ứng cử tổng thống, nhận là dưới cái tên của đảng Dân Chủ. Mà hai cái chiều hướng mà nó đi ngược với nhau như vậy làm cho người ta khó chọn lựa. Còn giữa bà Susan Rice với lại bà Kamala Harris đó, thì bà Susan Rice bà hơi bị cái lấn cấn trong cái vụ Benghazi. Trong cái vụ Benghazi đó thì thật sự không phải là lỗi của bà, đó là một khủng bố nó tấn công cái tòa đại sứ rồi ở Libya đó, rồi làm chết mấy cái nhân viên, chết ông đại sứ và nhân viên ngoại giao. Thì lúc đó bà lại tuyên bố, bà nói rằng là cái đó không phải là tấn công khủng bố mà là giống như là do dân tự nhiên nó nổi dậy rồi nó vô nó đốt tòa đại sứ, nó giết người vậy thôi. Nhưng mà cái câu nói, cái tuyên bố của bà sau này nó chứng minh là sai. Lúc đó bà đang là cố vấn an ninh quốc gia mà bà lại đưa ra những cái tuyên bố sai lạc như vậy, thì cái đó là nó cũng còn là một cái vết ở trong cái thời mà bà làm cố vấn an ninh quốc gia. Mặc dù mà nói về cái kinh nghiệm về ngoại giao đó thì bà Susan Rice bà là nổi bật luôn đó, từng là đại sứ của Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc rồi là cố vấn an ninh quốc gia vân vân. Còn bà Kamala Harris á thì bà là ở hiện giờ thì bà đang là nghị sĩ, nhưng mà trước đó thì bà là cái người tổng trưởng y tế của tiểu bang California, thành ra về cái law enforcement của bà rất là mạnh. Bà thiếu cái phần cái kinh nghiệm về ngoại giao, nhưng mà phải nói như vậy, không có một cái người nào trước khi mà đắc cử tổng thống mà có kinh nghiệm về mọi mặt hết đó. Mình biết là cái ngay cả những cái người tổng thống trước như là Obama hay là Bill Clinton hay là ông George Bush hay là ông Reagan cũng vậy nữa, trước khi làm tổng thống không có ai biết đủ mọi thứ đó. Chỉ có khi nào ngồi vào cái ghế tổng thống thì nhờ cái tài lãnh đạo đó mình mới làm việc với cái nội các của mình, thì cái đó cái leadership nó mới bắt đầu nó lộ ra. Cho nên nó là chờ mà có kinh nghiệm rồi mới làm tổng thống đó, thì chờ hoài không bao giờ có đâu. Cho nên giữa bà Kamala Harris và bà Susan Rice thì đó là hai cái chọn lựa sau cùng mà bà, theo góc nhìn của anh Duyên thôi, nhưng mà có thể còn có những người khác nữa. Còn ngoài ra bà Kamala Harris bà cũng bị một cái lần là trong lúc tranh cử đó bà tấn công ông Joe Biden, mà bà đã tấn công tương đối nó gắt gao.
cho nên người ta nghĩ rằng là có lẽ là ông Biden không có chọn bà. Nhưng mà khi ông Joe Biden đó, ông có cái hình chụp đó là trước khi ông lên bục, ông nói chuyện, ông có cầm một cái tờ giấy thì báo chí nó chụp hình đó, thì trong đó ông có ghi mấy cái gạch đầu dòng đó để mà ông nói chuyện đó, thì ông có một gạch một cái câu là đừng có hold cái grudge, có nghĩa là đừng có thù hằn, đừng có thù vặt đó mà. Thành ra người ta nói là có thể là không có hold cái grudge, có nghĩa là ông sẽ tuyên bố là ông quên cái chuyện mà gọi là đấu đá với là bà Kamala, để mà sau đó ông cũng bổ nhiệm bà Kamala. Thì cái đó mình cũng phải xem như thế nào, là tại vì chúng ta cũng thừa biết là trong chính trị đó có những người mà thân với nhau rồi vì chính trị mà chửi nhau, rồi cũng có người mà chửi nhau đã rồi vì chính trị mà thân nhau. Nội cái chuyện mà mình thấy những cái chuyện mà xảy ra chung quanh ông tổng thống của nhà mình đó, thì mình biết là cái chuyện mà chỉ trích nhau chả ăn thua vậy đó. Là Donald Trump từng chửi nát Lindsey Graham hết, từng chửi nát Ted Cruz đó. Vậy mà bây giờ cả Lindsey Graham lẫn Ted Cruz đều quy phục, nó là cúi mọp trước Donald Trump. Mình thấy cái chính trị nó cái bẩn thỉu của nó là như vậy đó, là một cái lúc nào đó nó người ta không có còn giữ cái nhân cách của người ta mà. Còn cái chuyện mà bà Kamala với lại ông Joe Biden nó nhẹ nhàng hơn nhiều, nó không có cái chuyện mà chửi ti tiện thô bỉ như là Donald Trump đâu. Nên đó, hai cái đó nó khác nhau. Vậy thì cứ chờ xem, nhưng mà cho tới bây giờ từ những cái phía thông tin mà đưa ra để mình biết hai cái tên ở trên cái shortlist, ở trên cái danh sách ngắn đó, thì trên cái danh sách ngắn đó là có bà Susan Rice với lại có bà Kamala. Còn có ai nữa hay không thì giống như Lệ Ngọc nói đó, chúng ta chờ tuần tới chúng ta sẽ biết vài ngày nữa thôi. Trở lại với Lệ Ngọc. Dạ vâng, cái điều này làm cho chúng ta nhớ lại đó, thưa quý vị, trong cái cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên bên đảng Dân Chủ trước đây đó, thì chính ông Joe Biden đã lên tiếng là ông sẽ chọn một người phụ nữ làm liên danh tranh cử với ông. Rồi những cái ngày tháng gần đây đó, khi mà chúng ta biết là tuần tới chúng ta sẽ biết thật sự cái nhân vật này là ai, thì qua cái sự tường trình của luật sư Duyên, trong đó có bà Susan Rice, có bà Kamala Harris, là những người đã được nói đến rất là nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó thì người ta cũng nhắc lại, thưa với lại luật sư Duyên, là chính ông Joe Biden trước đây ông cũng đã có từng lên tiếng là ông sẽ chọn cụ đệ nhất phu nhân, đó là bà Michelle Obama, để làm phó tướng cho ông. Và trong một cái tích tắc rất là nhanh thì ông ca ngợi bà Michelle Obama là một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta cũng nghe chính bà Michelle Obama nói rằng là thật sự bà không muốn liên quan đến cái vấn đề chính trị. Do đó cái vấn đề mà thật sự không biết là bà Michelle Obama sẽ thực hiện đúng cái lời nói của bà hay chưa, thì cái điều này không biết luật sư Duyên nghĩ như thế nào. Nhưng mà Lê Ngọc nghĩ là cái quyết định của bà Michelle Obama không biết có cái sự thay đổi trong cái tình hình chính trị ở tại nước Mỹ hay không, thưa luật sư Duyên? Đoán thì không dám đoán đâu nhưng mà cái một nhân vật như là Michelle Obama đó, thì khi mà bà suy nghĩ rất là sâu mà. Và theo nếu mà anh hiểu đúng bà Michelle Obama đó, thì bà thấy rằng là cái việc mà bà tham chính đó, bà làm phó tổng thống hay là làm tổng thống đó, đôi khi nó không có ích lợi, đóng góp không có nhiều cho nước Mỹ bằng cái chuyện là bà đứng ở bên ngoài rồi gọi là tham gia chính trường của bà đó, bà tham gia bằng những cái ngõ khác. Nói như sở dĩ mạnh Duyên nói như vậy đó là tại vì anh relate tới chính cái suy nghĩ của anh Duyên này. Rất là nhiều người nói là ông Duyên với cái sự hiểu biết về chính trị của ông đó, ông ra ông ứng cử nghị viên, ông ứng cử những cái chức dân biểu đồ địa phương này nọ đó, là tôi sẽ ủng hộ ông. Nhưng mà hay là thậm chí đã có những người nói rằng là tại sao mà ông không có nộp đơn ông xin để ông làm judge, làm quan tòa đó. Thì từ cái góc nhìn của anh Duyên nói rằng là mình phục vụ, mình đóng góp đó, có nhiều cái ngõ khác nhau lắm. Bây giờ anh Duyên nói rằng là liệu anh Duyên đi vào làm cái người city council, có nghĩa là một tuần lễ phải đi họp rồi
nói chuyện với ông thị trưởng rồi ra những cái quyết định này đó. Mình một cái lá phiếu của mình đó thì ở trong ở ở chỗ ở thành phố của anh Duyên, nó có một một cái nó có như là 11 khu vực lên đó. Thành ra cái lá phiếu của mình cũng chỉ là một phiếu thôi, nhưng mà khi đi vào đó rồi đó thì mình bị bó tay bó chân lại, là khi mà mình đã là một cái viên chức dân cử rồi đó, mình không có được quyền nói lên cái suy nghĩ của mình nữa. Vậy thì một ông Duyên nói lên những cái suy nghĩ của mình một cách chính trực, rõ ràng, dứt khoát, không có sợ gì cả, với lại cái ông Duyên mà ngồi bỏ cái lá phiếu đó, cái nào nó quan trọng hơn, thí dụ như vậy. Rồi chẳng hạn như nói là bây giờ làm quan tòa, yes, cái job mà làm một cái vị quan tòa đó, nó người ngoài nhìn vào thì sẽ nói là ô chắc ông này là thẩm phán, ông này sẽ đáng hay lắm này nọ vân vân. Nhưng mà mình ở trong nghề rồi mình biết mới biết là mình làm một vị quan tòa có nghĩa là mình trở thành một công chức. Một công chức có nghĩa là một ngày mình lên cái lịch đó, 5, 20 case, 30 case mình xử rồi hết giờ mình đi về. Và khi đã làm quan tòa rồi một lần nữa cũng không có được quyền tự do mà nói lên cái tiếng nói của mình. Thành ra anh Duyên nói rằng là cho anh Duyên cái chọn lựa, nếu mà không ứng cử gì cả, ngày mai này làm City Council hay là ngày mai này làm quan tòa đó, anh Duyên nói là thôi tôi muốn làm một luật sư tự do, là tại vì tôi muốn nói lên cái tiếng nói của những người mà oan khuất mà người ta không có nói được đó. Thành ra chính vì như vậy, và nói là bằng cái ngõ đó đó, bằng cái ngõ phục vụ đó đó, anh bảo vệ cái bản hiến pháp còn mạnh hơn nữa. Là tại vì cái này là một cái kết quả rất là rõ ràng. Những cái người mà đã từng nghe chương trình của anh em mình làm sẽ, họ, bây giờ cái ý thức của người ta càng lúc càng cao, và người ta không còn bị uy hiếp bởi những cái luận cứ mà gọi là có tính cách bắt nạt, cà chớn, chửi người ta nữa, người ta không care nữa, và người ta nói rằng là tôi sẽ đi bầu và tôi bảo vệ hiến pháp. Thì qua cái làm việc với Lệ Ngọc đó, anh Duyên thấy anh Duyên đóng góp cho cái dân trí ở một cái mức độ mà cái mức độ đó anh sẽ không làm được nếu mà anh là cái người City Council hay là anh là một vị thẩm phán. Cho nên anh nói là không, tôi chọn cái đường của tôi. Thì với cái lối suy nghĩ đó, anh dẫn lại là bà Michelle Obama cũng tương tự như vậy thôi. Là bà nói rằng là làm tổng thống rồi bị búa rìu rồi này nọ kia, trong khi bà với cái tư cách của đệ nhất phu nhân và với tư cách được người ta ngưỡng mộ đó, bà ấy đóng góp cho nước Mỹ, bà ấy đóng góp cho những cái phong trào bình đẳng tự do này đó, nó nhiều hơn là bà làm tổng thống nữa. Cho nên nói gì thì nói, có những người mà họ họ suy nghĩ lại thì họ nói rằng là làm cái gì cũng vậy, nó cũng có một cái calling. Thì ông chồng mình làm tổng thống là tại vì ông hợp với cái đó, còn mình là cái người đứng ở bên ngoài bởi vì mình hợp hơn, mình phục vụ tốt hơn. Thì qua cái phân tích đó thì anh Duyên nghĩ rằng là bà Michelle Obama bà sẽ không ra ứng cử phó tổng thống hay là tổng thống trong tương lai, bà không muốn dính vào những cái chuyện đó. Không phải là bà vì bà sợ gì cả, nhưng mà bà biết rằng là đóng góp mình có mình ở những vị trí và tùy cái cá tính của mình. Cái cá tính như anh Duyên là một cái người muốn nói lên hết sự thực mà muốn nói gọi là nổ bung cái thế giới này ra đó, mà biểu ngồi làm thẩm phán với ngồi làm nghị viên thì không hợp, rồi nó trở lại với Lê Ngọc. Như vậy thì thưa với lại luật sư Duyên, cái quyết định của ông Joe Biden, ông chọn ai là cái người đứng chung liên danh của ông để mà tranh cử, có bị ảnh hưởng bởi bên phía đảng Dân Chủ không? Hay là cái quyết định đó là từ chính ông Joe Biden, ông sẽ quyết định người phụ nữ nào sẽ đứng chung liên danh với ông, thưa anh? Thì nó nói nó thu hẹp lại đó, thì nếu mà ông ấy chọn một cái người mà cái người đó trong tương lai có những cái quan hệ ngoại giao ngon lành và hiểu được những cái vấn đề an ninh quốc gia, hiểu được những cái cạnh tranh, những cái thế lực ở trên thế giới này đang cạnh tranh với nước Mỹ và đang làm nguy hại nước Mỹ, mà thì vừa an ninh quốc gia vừa ngoại giao đó, thì có lẽ bà Susan Rice bà sẽ trội hơn. Còn nếu mà muốn là một cái người mà gọi là có cái tầm hiểu biết về, nghĩa là nhào vô đó là lo về cái vấn đề trật tự nội an và lo về tư pháp đó, làm việc với bộ tư pháp này nọ, thì sẽ chọn là Kamala Harris.
Nhưng mà cái kết luận của anh Duyên vẫn là bỏ lên bàn cân, người nào tròn hơn thì và an nghĩa là chính personally, chính ông Biden ông feel comfortable để mà làm việc chung hơn đó thì ông sẽ chọn. Là tại vì chúng ta phải hiểu rằng là không có một người nào mà trọn vẹn đủ mọi mặt hết. Anh Duyên gần như là tự mình lặp lại chính mình rồi đó. Không có ai mà ra làm phó tổng thống hay tổng thống mà lại trọn vẹn mọi mặt hết. Có mặt mạnh, có mặt không mạnh. Nhưng mà nếu mà nói về cái làm việc chung và hiểu nhau và biết nhau nhiều đó, thì ông Biden vẫn có cái việc làm chung đó với bà Susan Rice nhiều hơn. Là tại vì chúng ta biết rằng khi mà bà Susan Rice là làm đại sứ dưới thời của Tổng thống Obama, sau đó làm cố vấn an ninh dưới quốc gia đó, dưới thời Tổng thống Obama đó, thì ông Biden là phó tổng thống, cho nên cái sự tiếp xúc với nhau, rồi làm việc với nhau, rồi nhìn qua cái cách làm việc, nhìn qua cái nhân cách của nhau đó, thì ông Biden ổng dễ có một cái connection với lại bà Susan Rice hơn là bà Kamala Harris. Thì cái đó cũng chỉ là cái góc nhìn mà mình phân tích vậy thôi. Còn sau đó có những cái yếu tố nào khác thì là do cá nhân của ông Joe Biden và cái ban vận động tranh cử của ông. Trở lại với lại Linh. Dạ vâng, trong ngày hôm nay có luật sư Duyên thì có một cái vấn đề pháp lý mà Lê Ngọc muốn đặt ra thưa với luật sư Duyên. Lê Ngọc còn nhớ là cái case của ông Michael Flynn. Lê Ngọc nghĩ là nó sẽ chưa có chấm dứt hay chưa chấm dứt đâu. Thì không biết cho tới ngày hôm nay cái ghi nhận của luật sư Duyên trong cái case của ông Michael Flynn nó đi về đâu rồi, thưa luật sư Duyên? Nếu mà quý khán thính giả nhớ là cái case của ông Michael Flynn thì tôi chỉ lặp lại cho nó nhanh thôi. Tức là Michael Flynn đã nhận tội trước ông quan tòa Sullivan, nhận tội hai lần. Yes, tôi là cái người làm bậy, tôi nhận tội. Rồi sau đó thì là lẽ ra là đã xử rồi. Nhưng mà ông Sullivan ông cho cái cơ hội kéo dài để mà Mike Flynn đó gọi là trình bày có tại sao mà không được, không nên có án tù. Thì trong lúc mà chờ đợi như vậy thì ở bên Bộ Tư pháp đổi ngựa, cái tay Bill Barr là một cái tay mà phá hoại luật pháp và hiến pháp kinh hoàng lắm, đã nhào vô thay thế ông Jeff Sessions. Thay thế ông Jeff Sessions đó thì là Bill Barr và luật sư mới của Mike Flynn làm việc với nhau. Bill Barr tự nhiên nói là không, bây giờ tụi tôi không muốn truy tố Mike Flynn nữa và yêu cầu tòa dismiss. Thì ông tòa Sullivan ông nói là no way, đã qua khỏi cái giai đoạn này rồi, đã nhận tội rồi thì you không có quyền nói, you rút từ đầu lúc chưa xử. Đằng này đã ra những cái phiên và ông Mike Flynn ông đã nhận tội rồi, có nghĩa là ông này đã bị convicted rồi, chỉ còn thiếu cái giai đoạn là giai đoạn tuyên án thôi. Thì đã bị convicted rồi mà dù không có một cái lý do gì chính đáng hết, dù biểu tôi dismiss thì tôi không có dismiss. Thì ông quan tòa Sullivan này ông không dismiss mà ông còn nghĩa là ra lệnh là cho xét lại, là các phía xét lại đi đó để coi ông có dismiss hay không. Thì là ông Bill Barr chơi tay trên mới nhào vô lên tòa trên tấn công, yêu cầu là tòa trên đó ra cái mandamus, có nghĩa là ra lệnh cho ông Sullivan là phải dismiss. Thì ông cái tòa trên đó, chúng ta biết cái tòa, cái vùng Lệ Ngọc đó gồm có 11 vị mà chỉ có lúc đó họ chỉ đưa một cái panel 3 vị thôi. Trong 3 vị đó thì có 2 vị đã nghiêng về phía Donald Trump rồi, có nghĩa là về mặt luật pháp, về mặt lý luận đó là không có lý do gì để mà tòa ra lệnh đó, tòa ra cái mandamus đó. Vậy mà ba vị này 2-1 mà thành ra lại tiếp tục ra lệnh là biểu ông Sullivan là phải dismiss. Thì anh em chúng tôi nói chuyện tới đó chưa có ngưng đâu, là tôi biết chắc chắn là ông Sullivan ông sẽ tiếp tục ông khiếu nại. Và đúng khi ông khiếu nại thì cái bước đầu tiên mà ông khiếu nại là ông nói là bây giờ ba vị đó nói như vậy nhưng mà tôi mời 11 vị toàn bộ cái tòa thượng tố này ra lệnh coi là có nên ra cái mandamus, có nên ra lệnh như vậy hay không, và hay là để cho tôi xử coi có Mike Flynn có cần phải dismiss hay không. Thì bây giờ trong 11 vị đó thì ngày hôm nay mình đã biết rõ rồi, thưa quý khán thính giả, là 11 vị này thì trong đó có một ông này ông đã từng làm cho nội các của Tổng thống Trump,
và ông mới mới vô đây thôi, thì ông này ông recuse, ông nói ông không có dính vô cái case này, cho nên còn 10 vị, thì 10 vị đó khi mà bầu phiếu đó, cái đa số đã nói rằng là chúng tôi muốn nghe cái case này, thành ra cái phán quyết của 3 vị hôm nọ đó chúng tôi dẹp qua một bên, bây giờ 10 vị sẽ xử cái case này. Và bây giờ thì cái họ đã xét một cái hearing rồi là 11 tháng 8, bây giờ chúng ta là đã là 31 tháng 7 rồi, thì khoảng trong vòng 11 ngày nữa thì cả 10 vị sẽ ngồi, và bây giờ cái lệnh của tòa ra rất là rõ, hai phía phải chuẩn bị đi. Mà đây là cái quý khán thính giả mà nghe cái câu này mới hiểu, mới thấy hay nè, là cái tòa này họ nói rằng là ngày 11 tháng 8 này họ sẽ nghe hai phía, một phía là bên trình bày coi, và một bên phía bên ông Sullivan cũng trình bày. Mà cái vấn đề chính của họ là họ muốn nghe là gì, là tại vì chúng ta nên nhớ là ông Sullivan và những cái và cái luận cứ của ông đó, ông nói là tòa trên mà ra lệnh áp buộc cho tôi, biểu là tôi dismiss cái case đó, điều đó không đúng, là tại vì Mike Flynn vẫn còn có một cái cơ hội, là ông Sullivan mà ông xử, ông nói là bản án thí dụ 2 năm tù, 3 năm tù, thì Mike Flynn vẫn còn có quyền thượng tố lên trên tòa này, thì tại sao không theo một cái đường thượng tố thông thường mà lại đi cắt ngang bắt tòa trên ra một cái mandamus để mà trấn áp tòa dưới. Cái mandamus đó rất là ít khi xài, mà đằng này cái khuynh hướng mà vi phạm đó là cái là Bill Barr vi phạm, vậy mà dùng cái ở trên để mà trấn áp cái dưới, như vậy là đi sai thủ tục tòa. Đó là cái luận cứ của hai bên. Cho nên vào ngày 11 tháng 8 này, 10 vị quan tòa này sẽ nói rằng là hai bên sẽ trình bày để xem là tại sao không để cho Sullivan cứ xử rồi Mike Flynn thượng tố lên trên, mà tại sao lại bắt chúng tôi là phải ra lệnh áp buộc, áp đặt ngang hông như vậy. Và cái đó, cái issue đó là liệu Mike Flynn có một cái ngõ nào khác hay không để mà khiếu nại, hay là chỉ có cái ngõ mandamus này, chỉ có một cái ngõ duy nhất là yêu cầu chúng tôi ra lệnh. Mà thưa quý khán thính giả, tòa mà đặt cái issue như vậy là gần như là 10 phần hết 8. Một lần nữa đây là phân tích pháp lý mà để cho chúng ta cùng hiểu, mà tôi tin rằng là tòa sẽ rút lại cái mandamus. Tòa chưa ra cái mandamus mà tòa nói rằng là cái mandamus của ba người hôm nọ đó là dẹp qua một bên, tòa sẽ rút lại cái mandamus đó, và ông Sullivan ông sẽ được quyền xử. Chừng nào ông xử xong mà Mike Flynn á mà còn bực dọc, mà còn khiếu nại đó, thì có quyền thượng tố lên, họ sẽ nghe cái case sở lại. Nói như thế để quý khán giả hiểu là cái thủ tục tố tụng mà nó rất là hay, nó phức tạp, nhưng mà qua cái sự trình bày của anh em chúng tôi thì quý khán thính giả sẽ thấy rằng là những điều nó xảy ra vô cùng phức tạp trong tòa đó, thực sự ra nó phức tạp là cái thủ tục thôi, nhưng mà cái khái niệm nó đơn giản. Và qua cái khái niệm đơn giản đó, anh em chúng tôi mời gọi quý khán thính giả mà mỗi một lần nghe news mà hiểu thêm đó, nó mình nghe tin tức nó thú vị vô cùng, nó cũng làm giảm stress trong cái mùa đại dịch và trong cái mùa Donald Trump này. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, nói đến cái vấn đề mà những cái tin tức từ tất cả những cái giới truyền thông mà gửi đi hàng ngày đó, thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến truyền thông của Mỹ đi, thì rõ ràng giữa tất cả những cái truyền thông, quý vị cũng đều thấy được cái sự ủng hộ hoặc là đưa đến những cái tin tức trung thực để cho chúng ta biết được những gì đang xảy ra chung quanh cái vấn đề chính trị của nước Mỹ, vì nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Nói đến Fox News, thưa với lại luật sư Duyên, chúng ta biết đây là một cái đài ủng hộ Tổng thống Donald Trump rất là nhiều. Nhưng sự việc gì, chuyện gì đã xảy ra để mà Tổng thống Donald Trump lên tiếng và nhắc nhở Fox News, anh hãy nhớ là từ đâu mà anh được cho tới ngày hôm nay và ai đã đưa anh đến ngày hôm nay, thì chuyện gì đã xảy ra, thưa với luật sư Duyên? Trong khi mà Lệ Ngọc nhìn á, thì tất cả những người cử tri Mỹ, trong đó có chúng ta nữa, khi mà được thăm dò hỏi ý kiến của rất nhiều những cái cơ quan thăm dò ý kiến, trong đó Lệ Ngọc thấy có viện Gallup cũng là một viện mà thăm dò ý kiến rất là uy tín, thì họ cho biết là cử tri Mỹ, người dân Mỹ, họ quan tâm về chính quyền,
và cái sự lãnh đạo của một vị tổng thống, mà hiện nay đó thì người ta đang nghĩ đến cái sự lãnh đạo của tổng thống Donald Trump có rất nhiều những sự thiếu sót, do đó phải nói đến một cái sự yếu kém. Ông chỉ lo đến cái vấn đề là nói rằng là ông là một người tài giỏi, ông lãnh đạo kinh tế nó như thế nào, không bao giờ có một vị tổng thống trước đây làm được như ông. Nhưng mà lại không nghĩ đến cái cách giải quyết cái vấn đề đại dịch COVID-19 cho nó một cách hữu hiệu, để dẫn đến cái sự tử vong, cái số người chết ở tại nước Mỹ, rồi dẫn đến cái vấn đề kinh tế bị suy thoái như hiện nay, thưa luật sư Diên. Tất cả những cái tài lãnh đạo của Donald Trump, những cái chuyện xảy ra từ việc này, việc nọ, việc kia, tới kinh tế cho tới đại dịch, anh em mình cũng nói đi nói lại mà. Nhưng mà cái bản tin mà Lệ Ngọc nói và Trump mà chỉ trích Đài Fox đó, thì thưa quý khán thính giả, cái cách mà Trump nói thì vui lắm. Nói tôi ngồi trên chuyến bay Air Force One, chiếc máy bay của Tổng thống đó. Tôi ngồi trên cái chiếc Air Force One đó, tôi bay qua bên Texas, tôi coi TV, tôi coi Đài Fox, thì mình phải công nhận là cái Đài Fox thì bây giờ không có coi được nữa, vợ nó tệ quá đi. Mà mấy cái tụi bình luận đó, bây giờ cái Đài Fox này là một cái đài vô ơn bạc nghĩa, họ quên là không, họ phải biết rằng là họ nhờ ai mà họ mới có cái ngày hôm nay. Quý thính giả nghe những cái người mà ăn nói ngược ngạo mà trơ tráo như vậy không? Thưa quý khán thính giả, cái Đài Fox đó, nó có trước Donald Trump, nó có trước lâu lắm rồi. Khi mà Donald Trump ra ứng cử đó thì có một cái lõm ở trong cái Đài Fox. Thứ nhất, mình biết Đài Fox là nó lập ra, lẽ ra là một đài truyền thông, nó biến thành ra một cái đài tuyên truyền, biến ra thành một đài tuyên truyền thì tuyên truyền cho Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà cái thời mà tuyên truyền cho Đảng Cộng Hòa đó, ít ra vẫn còn những cái căn bản. Tôi còn nhớ như là những cái tay mà lên bình luận đó, bình luận nó có một tính cách một chiều, nó không có phân tích hai chiều, thì tôi cũng đã khinh bỉ cái đài này từ trước đó rồi. Nhưng mà tới chừng mà khi mà Donald Trump ra đó thì họ gần như là bán linh hồn cho quỷ luôn đó. Nó vừa gọi là ti tiện khiếm nhã mà đê hèn luôn đó. Nhưng mà trong đó có những cái nhân vật, chẳng hạn như là cái ông Chris Wallace, ông thứ hai là ông Neil Cavuto, rồi một vài lần ngay cả cái ông thẩm phán là cái ông Nepotalino đó, ông lên, ông cũng phò tổng thống Trump, ông đó thì phò đó, nhưng mà cái gì mà cần nói sự thật ông vẫn nói sự thật, cái đó nó hay. Nhưng mà hay nhất là hai ông Chris Wallace với ông Neil Cavuto đó, là mấy ông chỉ dựa trên sự thật mà ông nói thôi. Bây giờ mấy ông này thành danh từ thuở Donald Trump còn thất bại sòng bài, mà còn là anh chàng ma cạo thất bại mà bây giờ lại nói ngược lại, nói là tụi bay quên là nhờ ai mà tụi bay có ngày hôm nay. Cái câu nói là phải nói ngược lại. Donald Trump, ông phải biết là nhờ ai mà ông mới được cover nhiều như vậy. Cho nên ngày hôm qua khi mà Donald Trump nói là thiếu đài Fox thì hết coi được, làm gì tôi phải tìm một cái đài khác đó, thì chúng ta biết là có một cái đài nó tên là One American News đó, OAN đó, đài OAN đó. Thì cái đài One American News đó, nó lại bắt đầu nó nịnh Trump một cách điên cuồng. Nhưng mà cái đài đó ít người coi, thì Trump muốn bỏ thì cứ bỏ, đài Fox đâu có cần đâu. Chúng ta nên nhớ là thành ra hôm qua Neil Cavuto đó, thì khi mà Trump nói là cái đài này không có work for us anymore đó, thì ông Neil Cavuto ông trả lời, ông nói là tổng thống, tôi không có làm cho ông, chúng tôi phục vụ cho cái truyền thông, chúng tôi cover ông, yes chúng tôi có loan tin về ông, nhưng mà chúng tôi loan tin đó, chúng tôi không có nịnh ông, cũng giống như chúng tôi không có chỉ trích ông, ông làm như thế nào thì chúng tôi sẽ nói như vậy. Cho nên cái vấn đề đó là chúng tôi chỉ báo cáo về ông thôi, chứ chúng tôi không có làm việc cho ông. Cái câu này nó phản ảnh cái suy nghĩ của tôi, và tôi nghĩ là Lệ Ngọc cũng chia sẻ đó, là tôi không có quẩn để mà tôi chửi Donald Trump, không, tôi chỉ nói sự thật và tôi bình luận những gì chính Donald Trump làm thôi. Tự nó làm cái tát vào mặt Donald Trump rồi, là tại vì Donald Trump tự tát vào mình. Donald Trump là cái người
cả đời chỉ muốn ngồi như thế nào mà mình tự lại chính mình thôi, mà cứ lúng túng lại chính mình thì khó, chứ còn tác chính mình thì dễ lắm. Trên đời này tôi chưa thấy ai mà có thể mà dẹp một cái chuyện mà ngồi trước cái gương qua một bên đi, không có ai mà tự lại chính mình được hết đó. Thành ra Donald Trump cũng cố gắng lúng túng tự lại chính mình, nhưng mà tất cả những việc Donald Trump làm đó là tự tát vào mặt của mình không à. Thành ra tôi chỉ cần bình luận cái sự thực đúng như vậy đó, là người ta nói là tôi chửi Donald Trump. Cái điều đó nó cũng không có chính xác lắm đâu. Cho nên ngay bây giờ mình hiểu cái nếp suy nghĩ như vậy. Chỉ có một cái buồn là cái nếp suy nghĩ đó đó nó lại ảnh hưởng tới nhiều phía, ngay cả cộng đồng Việt Nam của mình nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Có những người nói là bữa nay mà chống công Trump đó là ăn cháo đá bát. Dạ thưa các ngài, tôi tới nước Mỹ này, lúc đó Donald Trump còn là một cái anh chàng gọi là học trò, là một anh chàng ma cạo, là làm những cái chuyện tồi bại đó. Okay. Mà thành ra cái thành công của tôi ngày hôm nay hoàn toàn là in spite of Trump, chứ không phải là nhờ Trump. Có nghĩa là ngay cả Trump cà chớn như vậy mà ông Duyên cũng khá như vậy đó, nói thẳng như vậy. Thì nói cái đó là cá nhân tôi thôi, nhưng mà nói cộng đồng Việt Nam nè. Chúng ta có mặt ở đây từ năm 1975 tới bây giờ. Chúng ta qua những tổng thống giỏi, tổng thống dở vân vân, mình mang ơn là mình mang ơn nước Mỹ, mình mang ơn cái bản hiến pháp của Mỹ, mình không có mang ơn một cá nhân, một tổng thống nào hết đó. Và nếu mà con cái chúng ta mà gọi là đi học, mà đi học được chung với da trắng, da đen, mà học chung hết, mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó lớn lên, nó có cái đầu óc nó thoáng đó, một là nhờ tụi nó, cái thứ hai là mình nhờ máu và nước mắt của những người trải đường. Trong đó có cái ông John Lewis đó. Ông John Lewis, ông gọi là để những cái người da đen đó, để mà tranh đấu cho, thứ nhất tranh đấu cho những người tị nạn Việt Nam được vào nước Mỹ này. Yes, có chữ ký của bao nhiêu cái người nhân sĩ da đen phải nhận người tị nạn Đông Dương, trong đó có tị nạn Việt Nam. Mình biết cái đó nó là văn bản lịch sử. Cái thứ hai, năm 1965 khi mà da đen không được đi bầu tự do đó, thì cái người mà đứng lên để mà tranh đấu đó, để vượt qua cái cây cầu ở ranh giới ở Selma với Montgomery đó, đã bị cảnh sát đánh cho nứt sọ, lẽ ra là chết rồi đó, mà ông đó sống trở lại và trở thành cái ông dân biểu mà mới chết tuần rồi, mà mới chôn ngày hôm qua đó. Những cái bình đẳng mà chúng ta có đó là nhờ những cái nỗ lực đó. Chúng ta không nhờ một tổng thống nào hết. Chúng ta không nhờ Donald Trump. Yes, mình có những ông tổng thống mà mình ghi nhận, mình cảm ơn. Chẳng hạn, trong ông tổng thống Lyndon B. Johnson đó, ông ký cái đạo luật nhân quyền cho tất cả mọi người. Rồi tổng thống Jimmy Carter đó là gọi là nhận tị nạn vô, rồi những cái chương trình cứu trợ. Tất cả những cái gia đình mà ngày hôm nay cuồng điên ủng hộ Trump đó, toàn là những gia đình mà đã từng nhận welfare, nhận food stamp hết. Nói thẳng luôn như vậy. Mà bây giờ biểu rằng là nếu mà chống Trump đó, là coi như là chống nước Mỹ, thì cái đó là tầm bậy. Cho nên thưa ngài tổng thống, đài Fox không có làm việc cho ngài, đài Fox cover ngài. Còn cái khen ngài hay chê ngài đó là từ cái hành động của ngài, chứ không phải là từ hành động của đài Fox. Cho nên dạ thưa ngài, ngài không có muốn xem đài Fox nữa thì cái đó là tùy ý ngài thôi, nhưng mà ngài nên shut the Fox up, trở lại với lời Ngọc. Vậy thì thưa với luật sư Duyên, đây là một cái câu hỏi thật sự của Lê Ngọc đây. Nếu mà Tổng thống Donald Trump ông làm một cái việc gì mà nó phải nói rằng là được lòng cử tri Mỹ đi, luật sư Duyên sẽ lên tiếng và công nhận và khen thưởng chứ ạ? Sẽ cho credit liền tức khắc và sẽ nói rất là rõ luôn. Và bây giờ không phải là mình nói người ngoài nữa. Tất cả những người cuồng Trump, những người không ủng hộ Trump, và kể cả gia đình NVR, làm ơn cho tôi biết là có một cái điều gì mà Donald Trump làm mà có lợi cho dân, cho nước, có lợi cho bản hiến pháp, mà không có abuse cái power, không có dùng cái quyền của mình để mà trấn áp người khác một cách oan ức đó. Làm ơn cho tôi biết. Mà nếu mà
Donald Trump đã làm cái việc đó mà tôi không cho Donald Trump cái credit đó, tôi sẽ nhận liền, tôi nói rằng là tôi tầm bậy liền trước mặt quý khán thính giả. Cho nên đây là một cái lời mà không phải là mình dùng cái chữ lời thách thức đâu, mà cái lời mời gọi đó. Mời gọi cho tôi là cho tôi biết những cái điều gì mà Donald Trump làm mà thật sự vì dân, vì nước, vì bản hiến pháp, vì cái nền dân chủ này, mà tôi lại nói, tôi bẻ cong cái lưỡi tôi để tôi nói ngược lại vì tôi ghét Trump. Lúc đó tôi sẽ nhận cái lỗi của tôi liền. Tôi nhìn lại từ cái lúc mà Trump đi xuống cầu thang, lúc đó là tôi chưa có tham gia chương trình NPR. Trump đi xuống cầu thang ở để mà ra ứng cử đó, cho tới giờ phút này có những cái hành động mà không có ý nghĩa nữa, nhỏ nhỏ mà hợp lý đó, là tôi cũng cho credit, tôi ca tụng liền. Nhưng mà sau đó trớt quớt hết trơn. Đừng có nói tôi nội cái bà Ann Coulter, là cái bà mà bà nói là in Trump we trust đó, mà bây giờ bà cũng chửi nát Donald Trump hết. Chỉ có một cái điều là Ann Coulter khác tôi thôi, tức là Ann Coulter chửi Trump mà lại for the wrong reason. Ann Coulter nói rằng là Trump đó không có kỳ thị đủ đúng mức, Trump không có là da trắng cực đoan đúng mức. Bà Ann Coulter bà chửi Trump về cái chuyện đó chuyện của bà, tôi không kể. Nhưng mà cái mà tôi chỉ tường trình những gì Trump làm, những điều Trump nói. Mà nếu mà có một cái điểm gì mà Trump làm tốt mà tôi không cho credit đó, thì làm ơn liên lạc với tôi sẽ sẵn sàng tôi trả lời. Mà phải nói rất là rõ luôn, quý khán thính giả nên nhớ là một cái người lãnh đạo đó không phải là vì mình làm được một vài điều tốt rồi mình là làm được 10 điều xấu, không phải như vậy. Cái job của một người tổng thống hay là job của một người manager, tôi còn nhớ mà hồi đó cái philosophy của tôi khi mà tôi lãnh đạo đó, tôi nói rằng là mình làm cho nhân viên của mình 100 điều tốt đi nữa đó, it doesn't matter, mình làm một điều sai thôi là người ta chỉ trích mình cái điều sai đó. Vậy thì một ông tổng thống như Obama đi, ổng làm 10 điều tốt mà ổng làm một điều bậy là người ta sẽ chỉ trích cái điều bậy, và cái chỉ trích đó hoàn toàn xứng đáng, chứ không phải là vì ông làm được kinh tế lên rồi ông muốn làm gì ông làm. Vậy thì yes, cho tôi biết Donald Trump đã làm cái điều gì xứng đáng, nhưng mà tôi sẽ cho cái credit cho cái điều đó. Nhưng mà không phải vì làm vì kinh tế lên hay làm vì một cái điều gì tốt đó rồi có quyền phá hoại hiến pháp, rồi đòi dời bỏ bầu cử, rồi đuổi ông này đuổi ông kia chỉ để đem lợi lại cho gia đình mình. Trong lúc anh em chúng ta đang nói chuyện là cái phân tích của anh em mình về cái chuyện mà đưa tiền cho FBI đó, cho để mà xây cái building của FBI đó, ngày hôm nay là bên phía Cộng hòa họ rút ra trở lại rồi. Tức là Donald Trump làm cái gì đó cũng đều là làm bậy. Cho nên bây giờ mình nhìn lại bà cháu của Donald Trump là bà Mary Trump đó. Yes, dĩ nhiên là trong cái cá nhân của Donald Trump chắc cũng có một làm một cái điều gì tốt cho gia đình của Donald Trump chứ. Nhưng mà không phải là vì Donald Trump làm một điều tốt mà chúng ta lờ ngang ra những cái 10 điều thô bỉ mà Donald Trump đã làm. Cái lập luận đó nó chắc như đinh đóng cột như vậy đó. Một người, nhất là ông đã làm tổng thống đó, thì ông đừng có nói bậy. Ngày hôm nay ông nói điều này, chính Donald Trump còn không thể mà đứng vững với cái lý luận của Donald Trump nữa, mà biểu chúng ta mà gọi là tin vào Donald Trump thì làm sao tin đây. Những cái người mà cuồng Trump đó, có một cái người nào dám cho tôi một cái thí dụ là Donald Trump nói một cái điều gì đó, chẳng hạn từ bữa nay thì nói ta sẽ gọi là dẹp DACA, rồi xong ta sẽ cho DACA vô quốc tịch, rồi ngày hôm nay ta sẽ tiếp tục dẹp DACA. Trả lời giùm tôi cái đó. Và cho nên tôi rất là thẳng thắn, có một cái gì mà Donald Trump làm mà hay mà tốt, làm ơn cho tôi biết. Và tôi sẽ trình bày là nếu mà đúng Donald Trump xứng đáng nhận cái credit đó, thì tôi sẽ cho nhận cái credit. Còn nếu mà từ góc nhìn của tôi mà đây là cái hành động chỉ có lợi cho cái phe của mình, chỉ có lợi cho cái đảng của mình mà phá hoại cái bản hiến pháp đó, tôi sẽ trình bày tận chi tiết, tôi chẻ sợi tóc ra làm tám để tôi trình bày luôn. Trở lại với Lê Ngọc.
Vâng, như vậy thì quý vị khán thính giả cứ thoải mái nha thưa quý vị, qua những cái lời nhắn tin hoặc là qua những cú điện thoại mà quý vị khán thính giả đã gọi thẳng cho Lê Ngọc chia sẻ. Thì hiện tại đó thưa quý vị có rất nhiều cái phương tiện để mà quý vị chia sẻ, để sau đó Lê Ngọc sẽ đọc và gửi và ngay ở trên làn sóng này trực tiếp để luật sư Duyên và tất cả mọi quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau chúng ta đề cập tới. Thì quý vị cứ thoải mái gửi vào những cái comments nếu mà quý vị cảm nhận rằng là có những cái sự việc mà Tổng thống Donald Trump ông làm không sai, ông làm đúng, quý vị cứ thoải mái và Lê Ngọc sẽ gửi cho luật sư Duyên và sẽ đưa ra những cái phân tích ở ngay trên làn sóng của Đài Phát Thanh NPR. Và Lê Ngọc nhớ là Lê Ngọc trong lúc mà luật sư Duyên phân tích thì Lê Ngọc có nhìn vào những cái lời nhắn tin thì có rất nhiều quý vị cũng có những cái lời khen thưởng và ngược lại thì quý vị cũng có những cái sự đồng tình của luật sư Duyên. Thành thử quý vị cứ thoải mái, không đồng tình cũng comment vào. Một cái điều thưa với luật sư Duyên, Lệ Ngọc thấy là có một vị khán thính giả nói rằng là luật sư Duyên đừng quên mỗi ngày, mỗi câu chuyện trong đó đưa ra cái nội dung trong cái cuốn sách của cháu gái của Tổng thống Donald Trump và Melania Trump. Thì luật sư Duyên cũng đã có nhắc trước đây vài giây, thành thử những cái giây phút cuối cùng thì không biết cái câu chuyện gì ngày hôm nay từ cuốn sách của Melania Trump mà luật sư Duyên sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả trong ngày hôm nay thưa luật sư Duyên. Một trong những cái điều mà bị sốc đó là tại vì ai cũng biết là Tổng thống Trump đó, cái cách mà ông nhìn phụ nữ đó nó kỳ quặc lắm. Nó kỳ quặc ở cái chỗ là khi ông nhìn một người phụ nữ thì ông chỉ gọi là đánh giá người phụ nữ qua cái thị hiếu mà thấp hèn của ông thôi. Tức là ông chỉ đánh giá người phụ nữ qua cái thân thể người ta. Khi mà ông chỉ trích một người phụ nữ đó thì trong cuốn sách này ghi lại là cái người nào đó ông đếch mà người ta. Quý khán thính giả nên nhớ là Donald Trump có một cái thị hiếu là thích là đếch những cái người nổi tiếng rồi những cái người hoặc là những người trẻ, nhưng mà cứ hễ mà mỗi lần đó mà Donald Trump mà đếch với người ta rồi cuối cùng người ta không có đáp lại, người ta bỏ người ta đi luôn đó, thì Donald Trump hay có cái là nói xấu sau lưng người đó. Mà cái mà tệ nhất của một cái thằng con trai hồi tuổi trẻ đó là nói xấu một cái người con gái mà mình không mà người ta gọi là người ta chối bỏ mình, mà người ta thành ra là lần đó thì đi với là cái bà Katharina Witt, là quý khán thính giả nhớ là cái bà này bà người Đức, bà đoạt mấy cái giải mà skating đó. Thì sau đó thì bà Katharina bà cũng không có giống như thêm một muốn đi một lần nữa bà cũng không đi, là tại vì không hợp. Mà thì Donald Trump nói là bà này cái bắp chuối, cái chân của bà đó, hai cái bắp chuối to nó không đẹp. Rồi đi cũng đến với lại Madonna cũng sau đó thì cũng cho da mà bữa khác đi anh ba mà. Thì lúc đó thì là nói rằng là Madonna có một cái tật đó là nhai chewing gum, nhai gum mà nhai chewing gum mà nhai đến độ ổng khó chịu. Tóm lại là rồi những cái người khác thì ông nói là mập nè, rồi là giống như con heo nè. Tất cả mời người ta đi rồi đi ra mà không xong là đều nói xấu như vậy hết. Thì đó là cái bản tính của Donald Trump. Nhưng mà cái bản tính kinh hoàng của Donald Trump đó là ngay cả con cháu mình Donald Trump cũng không có tha nữa, không có. Quý khán thính giả nhớ đó là đây là không phải là trong cuốn sách nữa, mà nếu mà mình coi những cái thước phim đó mình nghe mình cũng rợn người đó. Chẳng hạn như Donald Trump ngồi mà người ta hỏi là mình với con gái mình có cái gì hợp nhau đó, thì đứa con gái nó nói là tôi hợp con Ivanka đó. Ivanka nói tôi hợp với ba tôi là cái vấn đề là xây cất rồi real estate rồi về financial vân vân. Cái quay qua Trump, còn Du hợp với con gái Du cái vụ gì này, nó nói sex. Quý thính giả thế, con gái của mình mà nói sex thì cái xong cái nói là gia tôi là tôi biết là nghe vậy một kỳ, nhưng mà tôi phải nói đúng sự thật là tôi với con tôi rất là hợp về sex. Quý khán thính giả nghe nghĩ sao vậy?
thì mà nó nhiều lần khác nhau như vậy chứ không phải là chỉ có một lần đó. Thì tôi chỉ đưa cái thí dụ đó thôi, quý khán thính giả chỉ lên coi cái clip nhỏ nhỏ đó để là creepy đó, trong đó đó nó chỉ trích cái bà Kellyanne Conway đó, thì mình sẽ thấy hết những cái ghê gớm của Trump về phụ nữ. Thì trong cái cuốn sách này cũng vậy nữa, là bữa đó đó thì cái bà này là lúc đó thì bà ở cái lứa tuổi bà 20 mấy tuổi, bà mới tới Mar-a-Lago là tại vì Trump muốn nhờ bà viết một cái cuốn hồi ký mà, thì bà tới Mar-a-Lago để mà vì một cái dịp nào đó, rồi bà cũng hy vọng là bà sẽ gặp rồi nói chuyện với Trump. Thì lúc đó bà mới đi xuống hồ bơi, thì quý khán thính giả biết là ở hồ bơi mà trong cái không có đông đông người nữa, thì bà chỉ mặc cái bộ đồ tắm vậy đó, rồi xong xuôi bà mới bước lên, bà mới đi qua cái chỗ mà gọi là bà cái chỗ mà nó surf ăn lên ở trên trên hồ đó. Thì lúc đó Donald Trump đi chung với cái bà thứ hai, bà vợ thứ hai đó là cái bà Marla đó, vừa đi qua nhìn thấy cháu mình đó nha, mà ông nói "Oh my God, you are stuck." Cái tiếng Mỹ, người Mỹ mà nói là "you are stuck" có nghĩa là khen cái bộ ngực đồ sộ đó. Mà nhìn đứa cháu gái của mình chỉ thấy cái bộ ngực đồ sộ thôi. Thì bà này bà nói bà cũng giật mình, bà lấy cái khăn bà cover bà lại rồi. Thì đó đó là một cái hình ảnh, một cái nét mà để cho chúng ta thấy cái con người của Donald Trump là khi mà cái con người này nè là không bao giờ giấu giếm cái chuyện những cái tồi bại đó, và ngay cả con gái mình, cháu gái mình cũng như vậy thôi. Thành ra mà luôn luôn nha, ngộ lắm, những cái người mà cuồng đó thì luôn luôn cũng nói là ngài đó đạo cao đức trọng, ngài là nhân trí dũng đó. Thì anh Duyên cứ nghe người ta ủa cứ tại sao cứ ca tụng ngài hoài đó, thế anh Duyên mới vô Google để mình coi tra cái chữ ngài coi nó nên. Thì trong cái môn sinh học của Việt Nam đó thì đây là cái mà anh Duyên tra nè, nói ngài là một cái loài bướm, nhưng mà là loài bướm ban đêm, khi nhỏ đó thì gọi là nhộng, khi lớn thì gọi là ngài, nhưng mà nhộng hay ngài gì đó cũng là sâu bọ, cả đời là sâu bọ. Và còn nói một cái câu này mà nghe mới vui, nói là ngài có một cái năng khiếu rất là đặc biệt, là có thể nghe mùi được con cái cách 7 cây số. Nghe tới đó luật sư ớn quá, nói công nhận ngài đúng là ngài. Trở lại Lê Ngọc. Thưa vâng, à, không biết quý vị khán thính giả như thế nào, nhưng mà tự nhiên khi mà nghe được cái diễn giải của luật sư Duyên là ngài như thế nào đó, thưa quý vị, Lê Ngọc cũng phải phì cười. Nhưng mà có một cái điều đó, trong cái cuốn sách của người cháu gái bà Mary Trump thì quý vị cũng biết bà này là một tiến sĩ về tâm lý học nữa nha, thưa quý vị. Có một cái điểm mà bà tiết lộ tại sao cái cá tính của ông Trump nó như thế nào, thưa quý vị, thì có một cái ảnh hưởng là Donald Trump đã từng bị bạo hành cảm xúc bởi người cha của mình, đó chính là Fred Trump, trong cái thời gian mà ông Trump không có được một người mẹ chăm sóc. Và theo trong cái cuốn sách này, Mel Trump có nói rằng là ông Trump đã trực tiếp phải trải qua một cái giai đoạn không có sự chăm sóc của người mẹ không đủ này, khi mà ông đã mất cái sự liên lạc với mẹ ruột của ông Donald Trump trong một cái giai đoạn trưởng thành rất là quan trọng. Và cái điều này thật là một cái điều rất là bi thảm. Do đó ông đã từng bị Fred Trump, người cha, bạo hành cảm xúc. Thì thưa với luật sư Duyên, khi mà nói đến cái tâm lý đó, không biết là có phải vì từ cái sự việc mà bị bạo hành cảm xúc như vậy trong cái thời nhỏ và trong cái thời gian trưởng thành như vậy mà đưa đến cái tính tình của Tổng thống Donald Trump như ngày nay hay không, thưa luật sư Duyên? Nó tùy mình cái câu trả lời đúng là vậy nè, là yes, một người cha mà bạo hành, một người cha mà ép buộc lại đó, nó là một cái factor, nó ảnh hưởng vào. Nhưng mà cái cuộc đời nó dạy cho mình nè, anh Duyên đã từng thấy trong rất là nhiều gia đình những đứa con lớn lên thì cũng cha đó cũng mẹ đó, mà cái đứa con có những đứa con nó bị trước cái pressure đó thì nó trở thành ra một cái ngõ nó rất là dở.
Còn cái đứa đó mà nó lại kháng cự được cái pressure đó thì nó lại trở thành rất là hay. Thành ra yes, trong sỏi đá đó, trong cái thì cây cỏ nó cũng khó mọc tươi tốt lắm, nhưng mà cái cây nào mà nó đã vượt qua được sỏi đá đó thì cái cây cỏ đó lại là vượt bậc. Đâu có xa đâu, bây giờ mình nói chẳng hạn như ông Beethoven nè. Ông Beethoven là có một cái người cha abusive, cũng là đánh đập, cũng là này nọ kia. Nhưng mà khi ông lớn lên rồi, chính ổng là cái người mà kiện cha mình ra tòa mà. Nhưng mà ổng kháng cự và Beethoven trở thành Beethoven. Nên mình nói như vậy. Và nếu mà quý khán thính giả để ý chung quanh mình, đừng có để ý đâu xa đó, mình sẽ thấy là có những cái gia đình trong cùng một cái environment, trong cùng một cái lối sống như vậy mà có một đứa nó đi ra ngõ khác, có một đứa nó cũng đi ra hai cái ngõ khác nhau. Thành ra bây giờ mình mới nhìn lại trong thành ra không có chối bỏ được là cái ông cha là ông sociopath, ông bệnh cái ngõ của ổng rồi, cho nên mới ổng mới ảnh hưởng xuống các đứa con. Thì khi mà ảnh hưởng xuống các đứa con đó thì mình thấy là ông Fred Trump là cái ông anh của Donald Trump đó, vì không chịu, vì muốn thoát khỏi cái sự kềm cặp của cha mình đó, mới là ghi danh đi học mà lái máy bay, rồi nó không có muốn dính với cha mình nữa, đi làm pilot, rồi từ từ mới đi rơi vào cái chuyện mà nghiện rượu mà, thì chết lúc mới có 42 tuổi. Thì đó là ông Fred. Còn Donald Trump đó là ảnh hưởng cha mình theo cái kiểu là tệ đến mức độ là sau đó Donald Trump lại bắt nạt cái thằng em, là cái thằng Robert đó, cái cách cha mình bắt nạt mình như thế nào thì mình bắt nạt thằng em mình như thế đó. Cho nên yes, cái chuyện mà ông cha đó, ông cái người cha đó mà là một sociopath kiểu như ông Fred đó là một cái chuyện vô cùng tầm bậy. Nhưng mà phải nói là ông Donald Trump nhà mình đó có cùng tần số, cho nên nó mới xảy ra nó mới đào tạo ra một cái con người như vậy mà. Cho nên cái gì cũng vậy, nó có cái ngoại cảnh nhưng mà nó có một cái nội tâm. Mà nếu nội tâm và ngoại cảnh mà hòa hợp theo cái kiểu đó thì mình lại có một cái nhân vật rất là nguy hiểm như là Donald Trump nhà mình. Nhưng mà phải nói là cái môi trường mà ông cha ông tạo ra đó, nó ông cha là cái người mà nói theo ông Victor. Tại vì đầu cái quyển sách đó thì bà Mary Trump bà có cố cái câu đó đó, cái người làm bậy thật sự là sự ra mình cũng phải thích cái người mà tạo ra cái bóng tối. Thì cái ông Fred Trump này nè, ông cha đó, ổng là cái người sociopath, ổng đã bóp méo cái psychology của ông đứa con rồi, mà ổng còn tạo ra cái bóng tối nữa để mà cho. Thành ra Donald Trump học những cái cách là lấy tiền công quỹ rồi làm giàu cho mình, rồi kỳ thị da đen này nọ, tất cả cái đó là từ ông Fred cha hết trơn đó. Cho nên cái hiệu ứng đó, phải nói là Fred Trump là một cái người đóng góp rất lớn vào cái sự hư hỏng của Donald Trump. Và Donald Trump kết thúc cái sự hư hỏng đó bằng chính cái tâm đốn mạc của mình. Là bởi vì nếu mà Donald Trump mà có một cái tâm trời cho mà trong sáng đó, thì Donald Trump sẽ phản kháng cái sự áp bức đó của người cha. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, và chính bà Mary Trump bà cũng đưa ra một cái kết luận, thưa quý vị, từ cái cuộc sống của ông Donald Trump mà dẫn đến một cái đặc điểm, một cái tính cách mà chúng ta có thể thấy được, biểu hiện được cái sự tự ái của ông Donald Trump, rồi ngay cả đến cái hành vi bắt nạt, chửi bới và hiếu chiến, và những cái cá tính đó cũng khiến cho ông nội của Donald Trump cũng phải chú ý tới nữa. Đó là một nội dung mà trong ngày hôm nay luật sư Duyên đã kể cho quý vị. Nhưng mà trong lúc mà luật sư Duyên diễn giải là ngài như thế nào đó, Lê Ngọc nhìn vào cái text của Lê Ngọc đến từ với luật sư Duyên, quá nhiều quý vị khán thính giả ở rất nhiều những cái area code hoàn toàn khác nhau, nào là gửi cái hình cười rồi vỗ tay rồi quá nhiều thưa với lại luật sư Duyên. Thì có lẽ là quý vị khán thính giả cùng đồng hành với Lê Ngọc cũng có những cái nụ cười phì cười khi mà nghe luật sư Duyên nói như vậy. Thì thưa quý vị, một ngày thật là bình an, thật là hạnh phúc, và luật sư Duyên và Lê Ngọc vẫn tiếp tục sẽ trở lại trên làn sóng để mà luôn cập nhật đến cho quý vị khán thính giả những bản tin mới nhất. Lê Ngọc xin kính chào. Xin chào.